kia. Bọn nó sẽ kéo đến nhiều. Vậy theo Thái Thuần, đưa anh em về ngay thung lũng Tử Thần. Giờ này chắc trực thăng đã đến rồi. Thạch, Sa và bảy con muối ở lại đây với tôi. Em ở lại với ai? Đừng cãi lại anh. Có sao không? Không sao. Tên phỉ đó bắn dở quá, đạn chỉ sượt qua vai. Tôi và chủ y Thạch sẽ bắn im trợ. Tất cả phải thi hành lệnh tôi, rời khỏi đây ngay. Chúng nó không bắn nữa, tức là đang đợi viện binh. Tôi sẽ canh chừng bọn nó. Thạch, Sa, anh Bảy và Francis nhẹ nhàng lên xe đợi. Tôi sẽ đi cuối cùng. Trước khi lên xe, tôi sẽ bắn một băng đạn. Nghe tiếng súng, Dũng Quý Thạch mở máy và cho xe giọt ngay khi tôi vào xe. Anh Bảy và Sa sẽ bắn tiếp từ phía sau.
Toa đã đọc kỹ kế hoạch Bravo chưa? Rất kỹ. Toa định đối phó như thế nào? Mình sẽ dùng thế võ của Mộ Dung công tử, gậy ông đập lưng ông. Ông Nhu muốn đảo chánh giả, chúng ta sẽ đảo chánh thật. Rút kinh nghiệm thất bại của Nguyễn Chánh Thi, ta sử dụng thiết giáp bao dây Dinh Gia Long. Mời giao Nguyễn Hữu Có thực hiện việc vụ Nguyễn Văn Thiệu và ngăn ngừa Huỳnh Văn Cao. Phải triệt cho được hải quân. Còn không quân? Không ngại, tay Nguyễn Cao Kỳ láo cá, ngã theo phe mạnh. Còn Nguyễn Khánh thì sao? Gia ở xa tận dùng hai không đáng ngại. Ta sẽ tính sao với tên râu dê này. Toa định bao giờ? Bao giờ thì cho nổ Bravo? Chưa có ngày chính thức, nhưng giữa 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Nếu vậy ngày hành động của chúng ta do Nhu định. Ok. Tổng trấn Sài Gòn Tôn Thất Đính đồng ý với chúng ta. Tướng Bích Minh chịu đứng tên. Danh sách hội đồng quân nhân cách mạng sẽ gồm có Chủ tịch Trung tướng Dương Văn Minh, đệ nhất phó chủ tịch Trung tướng Trần Văn Đôn, đệ nhị phó chủ tịch Trung tướng Tôn Thất Đính, ủy viên quân sự Trung tướng Trần Thiện Khiêm, ủy viên kinh tế Trung tướng Trần Văn Minh, ủy viên an ninh Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, ủy viên chính trị Thiếu tướng Đỗ Mậu, tổng thư ký kiêm ủy viên ngoại giao Trung tướng Lê Văn Kim và các ủy viên Trung tướng Mai Hữu Xuân, đại tá Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có. Thật lắm, nhưng tôi muốn trong danh sách thêm một người, đại tá Nguyễn Thành Luân. Chúng tôi phản đối. Không thể nào đưa vào hội đồng một tên Cần Lao Gộc thuộc gia đình họ Ngô, gốc gác cộng sản. Phải khử gã này ngay lúc đầu. Các ông bình tĩnh. Trước đây mấy hôm tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng đại sứ Cabot Lodge ra lệnh cho tôi không được động đến Nguyễn Thành Luân. Các ông nên biết, lẽ ra Nguyễn Thành Luân phải là phó chủ tịch hội đồng quân nhân. Nếu ông ta không dấn quá sâu vào gia đình ông Diệm, nhưng cũng chẳng có gì phải đáng lo. Ai không dính với ông Diệm trong số các ông? Nhưng Nguyễn Thành Luân bản lĩnh cao, chúng tôi ngại. Vậy ta thỏa thuận như thế này: tạm thời Nguyễn Thành Luân chưa tham gia vào hội đồng. Thôi, các ông sửa soạn hành động. Ngoài cuộn băng này, đại úy Thổ còn nhắn tôi điều gì không? Nhà em dặn thưa lại với đại tá đề phòng hai tướng Đỗ Mậu, Mai Hữu Xuân và ông Đường Nghĩa. Chỉ có vậy thôi à? Dạ, chỉ có vậy thôi. Bây giờ xin phép ông bà đại tá cho em về. Tại sao đại úy Thổ lại cho anh em một cuộn băng tối mật như vậy? Tay đại úy này hành động rất là kỳ lạ. Với một cuộn băng như vậy, anh ta có thể làm giàu hoặc làm lớn với bất kỳ phe nào. Vậy mà... À, em đã giải mã bức điện của A07 chưa? Xong rồi. Em định đọc cho anh nghe thì vợ đại úy Thổ đến. Em đọc anh nghe nhé. Ừ. Cuộc đảo chánh quân sự do Mỹ chủ mưu sắp diễn ra. Đặc điểm của cuộc đảo chánh lần này là Diệm sẽ bị lật đổ. Kỵ sĩ và Mimosa khéo léo tranh thủ địa vị hợp pháp sau đảo chánh. Tuyệt đối không được bộc lộ thân phận, phải tồn tại lâu dài. Tất nhiên có khó khăn, song lãnh đạo tin ở các đồng chí. Bám Mỹ chặt hơn nữa, chúc thành công, A07. Tuyệt đối không được bộc lộ thân phận. Alo, tôi nghe đây. Vâng ạ. Vâng, vâng. Tôi sẽ nói lại ngay. Đại úy Đỗ Thọ nhắn là ông Nhu mời anh vào dinh ngay và sẽ dùng cơm trưa trong ấy. Chuyện hàng anh mang từ vùng Tam Giác Vàng về sẽ đập vào mặt bọn Mỹ và dạy chúng một bài học thế nào là chủ quyền quốc gia.
anh uống cà phê nhé. Hai cà phê đen. Dạ. Chỉ còn vài phút nữa, anh sẽ nghe tiếng súng nổ báo hiệu kế hoạch Bravo mở màn. Một cuộc đảo chánh giả sẽ bắt nhốt tất cả bọn tướng tá định làm đảo chánh. Liên lạc với Trung tướng Tôn Thất Đỉnh cho tôi nói chuyện. Dạ. Tổng thống sẽ lên Đà Lạt nghỉ vài tuần. Kể từ giờ phút này, ban bố khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa tình trạng giới nghiêm. Tôi tuyên bố giải tán chính phủ hiện hữu, giải tán quốc hội, yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm giao quyền cho Ủy ban Cứu quốc do tôi đứng đầu để xử lý đối nội và đối ngoại. Trình ông cố vấn không liên lạc được với Trung tướng Tôn Thất Đỉnh. Cái gì vậy? Trình ông cố vấn muốn nội làm phản, đang tấn công vào Diệm. Biểu đại ủy thọ đưa Tổng thống xuống hầm lè lên. Dạ, nghe rõ. Anh luôn theo tôi. Đó, tôi nói chuyện với đại tá Lê Quang Trung. Dạ, nghe rõ. Alo, Thành Cộng Hòa phải không? Phủ Đầu Rồng đây. Ông cố vấn muốn nói chuyện với đại tá Tung. Trình ông cố vấn, đại tá Tung đã bị bắn chết ở Bộ Tổng Tham mưu và Liên binh Phòng vệ đang bị quân thiết giáp dây chặt. Ngoài đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân. Dạ, nghe rõ. Alo, alo, bộ tư lệnh hải quân phải không? Phủ Đầu Rồng đây, ông cố vấn muốn nói chuyện với đại tá tư lệnh. Trình ông cố vấn, đại tá Hồ Tấn Quyền bị bắn chết rồi. Tôi qua phòng tổng thống, đại ủy cho tiếp tục liên lạc với tướng Tôn Thất Đỉnh, gọi đại tá Bùi Đình Đàm, tướng Huỳnh Văn Cao và tướng Nguyễn Khánh. Gọi được ai thì qua báo cho tôi ngay. Dạ, nghe rõ. Dạ, 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 tôi nghe rất rõ. Tôi sẽ trình lại với Tổng thống. Dạ. Thưa Tổng thống, Thiếu tá Chiểu ở an ninh quân đội báo cho biết chính Trung tướng Tôn Thất Đỉnh chỉ huy cuộc tấn công. Chú thấy chưa, thiệt là quân khốn nạn. Đại ủy gọi đường dây đặc biệt cho Đài Phát thanh Sài Gòn, chuẩn bị phát lời kêu gọi của Tổng thống. Trình ông cố vấn không liên lạc được với tướng Đính, đại tá Bùi Đình Đạm thì đã bị bắt. Tướng Huỳnh Văn Cao vừa gọi về cho hay tất cả các chiếc bắc ở bến phà Mỹ Thuận đã rút về bên kia sông. Quân của tướng Cao không làm sao vượt sông được. Còn gọi được Nguyễn Khánh không? Dạ. Bộ tư lệnh vùng 2 cho hay tướng Khánh đang đi sang ở Ba Mê Thuộc. Thưa ông cố vấn, đường dây đặc biệt qua Đài Phát thanh Sài Gòn đã bị cắt đứt. Mở Đài Sài Gòn coi. Dạ. Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn. Đồng bào chú ý. Kể từ 14:30 ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân đội đứng lên lật đổ chế độ của ông Ngô Đình Diệm. Hội đồng các tướng lãnh yêu cầu ông Ngô Đình Diệm từ chức và cùng ông Ngô Đình Nhu rời khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Hội đồng tướng lãnh bảo đảm an toàn cho hai ông. Hội đồng tướng lãnh kêu gọi đồng bào bình tĩnh.
Tôi muốn nói riêng với anh. Tới giờ phút này tôi gom hết các sự kiện lại, hiểu rõ anh. Anh đã thắng tôi trong ván bài, mà mọi con bài đều lật ngửa. Anh nắm nhiều trụ bài hơn tôi. Ngay phút này, tôi vẫn có thể xóa anh. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm việc đó. Tôi không muốn anh ở dưới hầm này, chịu chung số phận với chúng tôi. Anh nên ra đi trước khi quá muộn. Cảm ơn anh. Với tôi, cái lớn nhất là Tổ quốc, là lý tưởng mà tôi đeo đuổi. Tôi hy vọng Tổng thống và anh may mắn. Đưa đại tá Luân lên khỏi hầm, bảo vệ đại tá an toàn. Dạ. Sao chịu cho thằng Luân tự do? Kẻ có khả năng trả mối thù này cho ta là Nguyễn Thành Luân. Sao tôi cũng đã mất đi một đối thủ có tầm cỡ. Chúc anh yên nghỉ.